ba khía, ăn ba khía, ba khía miền Tây. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây dùng đất. Bộ xe bị gì hả bác? Cái kèn này nó không có kêu, bác siết cho nó chặt vô để nó kêu đó mà. Bác về chưa? Đi về chung với con cho vui. Trời đất ơi, bác phải đợi người ta đến giao ca thì bác mới về được. Thôi con về trước đi nha. Vậy thôi con rảnh con ngồi đi chơi với bác luôn. Cũng được, chứ giờ về sớm cũng đâu có làm gì đâu. Nó nghe nè, cho bác xin lỗi chuyện hôm bữa nghe. Hôm bữa thằng Trung con có bác á, nó nói những lời không phải với con ha. Con không có để bụng đâu, cho nên bác yên tâm. Con nói bác nghe nè, con nhìn thấy thương bác thiệt luôn á. Bác làm lụng cực khổ như vậy mà anh Trung không hiểu bác gì hết. Trời ơi, cái thằng này nó trái tính trái nết từ hồi nhỏ rồi. Trời ơi, nó toàn đi chơi với mấy đứa bạn xấu không à. Bác nói hoài mà nó không chịu nghe lời bác. Cái ông Trung này hả, phải chi ổng mà gặp tía con ha, ổng xách đôi mây lên á là chạy quắn đít luôn á. Ủa vậy hồi nhỏ bay bị tía bay quánh dữ lắm hả? Không có, con nói vậy thôi chứ tía con ổng hiền queo à. Ổng thương con lắm. Tánh của ổng y chang như là bác vậy, hay thương người lắm. Trời, ổng vậy mà còn may mắn hơn bác đó, khi có được thằng con như con. À, con nghe bác hỏi nè. Dạ. Bữa con nói là con định đưa món ba khía vô thực đơn của nhà hàng, nó tới đâu rồi con? Dạ, con vẫn đang tìm hiểu. Khi nào tìm hiểu được cặn kẽ thì con mới xin đưa vào thực đơn được. Món ba khía con đưa được vô thực đơn nhà hàng là con giàu luôn đó. Bác nói thiệt. Con đâu nghĩ là con sẽ làm giàu đâu bác ơi. Con chỉ nghĩ là cái món đó mà đưa vô được thực đơn của chủ nhà hàng của mình á, thì dân ở dưới quê con đi làm cũng đỡ khổ hơn chút thôi, chứ không có ý gì khác hết á. Mày á, tao khoái mày rồi đó nghe. Tao cũng như bay á, làm chuyện gì á thì cũng nghĩ đến quyền lợi của người khác hết trơn hết trọi á. Tao khoái à nghe. Bác biết sao vậy không? Con giống bác á. Có duyên. Dạ. Ủa, anh về hồi nào vậy? Trời ơi, không nói được câu gì, không có nói liền vậy hả? Thì tự nhiên làm người ta hết hồn mà. Anh mới về. Sao ở nhà có mình vậy? Dạ, má với tía mới vừa ra làm sao á. Trời, sao dạo này khác quá vậy? Có gì đâu khác, anh bình thường mà. Ủa, nơi nào đây bay? Nhìn bữa nay. Dạ tía. Dạ. Thằng là Trang. Dạ, con thưa bác. Mở gì vậy con? Dạ, con thưa. Trời đất ơi, Lịch hả con? Dạ. Trời ơi, sao mà thay đổi dữ vậy nè. Ngồi xuống đi con. Trời ơi, ta nói nó đẹp trai ghê hay không? Mà con xách cái gì mà nhiều dữ vậy nè? Cái này là quà con mua ở Sài Gòn, con đem về biếu hai bác. Trời ơi, mua làm chi mà nhiều dữ vậy nè? Dạ, mấy cái này là đồ xịn không á. Đồ xịn không hả con? Dạ. Nhìn nó khác lạ quá không ha. Trời ơi, khác lạ ghê á. Nè, bộ con lên trên Sài Gòn con trúng số hay sao mà con thay đổi dữ vậy con? Trời ơi, thiệt á, mém một chút nữa là tôi không nhận ra nó luôn đó không? Dạ, thật ra là con đang đi học quản lý, để sau này con làm quản lý một nhà hàng lớn ở trên Sài Gòn á. Trời ơi, con học cách nào, nó học cách nào mà hay vậy ông? Trời ơi, con mén này nó có phước dữ lắm, nó mới yêu được người như con vậy. Dạ, đó với một phần á là cũng ăn ở có đức gì, nên con may mắn con gặp được cô đó, cô nhận con làm con nuôi. Dạ, người cô đó cũng là chủ một nhà hàng rất là lớn, nên cho con đi học để sau này con làm quản lý cái nhà hàng đó luôn. Trời ơi, con thiệt á, con đúng là số đỏ mà. Số đỏ đó con. Nè. Hả? Kiếm cái gì ăn đi cho cái miệng nó bận bịu một chút. Nói quá. Ông đi. Để tôi hỏi nó chút coi. Ngồi đi. Cho bác hỏi thăm. Dạ. Thằng Ba Khía khỏe không? Dạ, Ba Khía vẫn khỏe. Dạ, hiện tại Ba Khía đang làm phụ bếp cho nhà hàng má nuôi của con. Hãy nói tao Ba Khía là tôi buồn.
nó vô dụng cái gì đâu á. Đã đi lên tới Sài Gòn tìm má ruột, tìm cũng không xong. Rồi giờ đi phụ bếp cho người ta cù bơ cù bất như vậy á. Phải nắm bắt cơ hội giống như cái thằng giống như con vậy đó. Không, nắm bắt cơ hội nhân lịch vậy nè, coi có phải được không. Bởi vậy tôi nói thiệt, không hiểu tại sao vậy luôn á. Thôi tôi với ông đi vô trong cho hai đứa nó nói chuyện. Ông làm gì ông nhìn tôi dữ vậy? Chưa cấm dữ lắm mà. Tôi cấm là chuyện hồi xưa thôi. Hai đứa tự nhiên nghe. Sao vậy Út? Dạ. Sao thấy em buồn vậy? Không có, tại em không có quen nhìn anh vậy á, nên em thấy nó lạ lạ. Lạ gì đâu, thì chắc có lẽ là bình thường em thấy anh mặc những cái bộ đồ kia quen rồi, giờ thì anh chỉnh chu hơn nên nhìn lạ mà, không có gì hết á. Em nghe người ta nói á, mấy người mà đi lên Sài Gòn là thành phố đô thị xa hoa dễ bị cám dỗ lắm á. Lúc đó người ta quên luôn mấy người ở dưới quê. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Ở đâu ra mà quên mấy người ở dưới quê? Nói thì nói chứ Sài Gòn cũng đẹp thiệt, có nhiều cái mình phải học hỏi, nhưng mà mình không bao giờ mình quên được cái gốc của mình. Út hiểu không? Anh bây giờ nói chuyện cũng khác nữa, ngọt hơn hồi xưa. Bộ ở trên Sài Gòn á, nước nó ngọt hơn ở dưới quê mình hả anh? Sao ngọt bằng nước em rót? Dạo này dẻo miệng ghê á. Ủa, nhưng mà anh về chơi bao lâu vậy? Anh về thăm nhà, thăm em. Ngày mai anh sẽ lên Sài Gòn liền. Hả? Ủa, sao tự nhiên anh đi gấp quá vậy? Ở lại chơi vài bữa, chứ đi chi gấp dữ vậy? Thiệt tình đó là anh cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà tại bây giờ anh đang đi học, rồi để làm quản lý nhà hàng nữa, cho nên anh không có nhiều thời gian để ở lại. Nhưng mà Út yên tâm đi, sau này anh học xong á, anh sẽ sắp xếp thời gian để về thăm em, chịu không? Anh hứa rồi nha. Hứa, thề. Thôi, bây giờ để tranh thủ anh về thăm nhà. Anh về tới đây là ào cái thẳng vô đây luôn á. Dạ, vậy anh về bển đi, để ông Thôi bắt bẫy trong. Có gì rảnh thì em với anh đi ra uống nước. Anh tranh thủ đi nha. Dạ. À, em nói hai bác anh về nghe. Dạ. Vậy gặp em sau ha. Anh về nghe. Nhớ đó. Biết rồi. Ủa Mén. Dạ. Thằng rể của má đâu anh... rồi? Anh đi về nhà rồi má. Trời ơi, sao con không giữ nó lại để cho nó về sớm vậy? Thì sao tại mày không giữ nó lại? Dạ. Cái gì vậy tía? Không giữ nó lại đi, má mày muốn nó. Bà cũng tệ nữa, chạy theo lôi nó lợi, chờ gà đẻ luộc ăn là gì à. Ông sai nó móc họng tôi quá. Mà nè, con nhớ giữ nó cho chặt nghe chưa? Không thôi dạ, mấy con nhỏ khác vớt nó là xong đó. Bây giờ nó là con nuôi của một chủ nhà hàng lớn, lại sắp làm quản lý nữa. Trời ơi, tương lai nó sáng lạng lắm đó con. Con phải cột chặt nó lại, đừng có thả nó ra. Má mày nói đúng á. Dạ. Hồi xưa bà giữ vịt đó quen rồi, bà chăn gà nó quen rồi, có con nào là bà cột giò lại giữ. Bà theo đó bà cột, bà theo đó bà giữ. Ông kỳ quá à. Thì con nó được vậy thì mình phải mừng cho nó chứ. Nhưng mà má ơi, bây giờ con ở đây, ảnh nó trễn rồi, sao con biết mà giữ ảnh được? Chủ yếu là do ảnh thôi à. Con à, con phải tìm mọi cách con giữ nó chứ. Giống như hồi xưa ba mày vậy đó, ổng ở trên Sài Gòn, tao cũng tìm mọi cách tao giữ ba mày cho tới bây giờ đó. Mày giữ tôi nào? Má tôi giữ tôi chứ bạch giữ tôi nào? Cái gì nữa không? Nè nè, mày không giữ được á, mày kêu má mày theo giữ phụ. Mỗi người tay. Hồi xưa chửi nó quá mà. Hồi xưa là khác, mà nhờ tôi chửi nó cho nên bây giờ nó mới được như vậy à. Thôi, con đi nấu cơm. Cái con này nè, nó phải biết nắm bắt thời cơ thì nó mới lên hương được, đúng không ông? Tôi thấy bà mới là người cơ hội nhiều hơn nó đó. Vừa vừa phải phải thôi, làm không biết nhục à. Có mấy cái miếng quà gì ở Sài Gòn đem về túm đem cất ở trong buồng quý quá. Tôi coi rõ ràng rồi, đồ ăn nhiều lắm luôn á. Để tôi vô tôi lấy cho ông coi. Nhìn gì? Bà đẹp. Yeah.
ngồi mà buồn cha mẹ luôn. Hồi xưa bắt tôi lấy bà chi vậy không biết. Tự nhiên thấy ly rượu nó thấy ứa gan không? Tía mày thì ăn nhậu đậu phộng như vậy, mày không đưa tiền cho tía mày có tiền mày diễn đồ diễn đạt là sao mày? Tao nuôi mày lưng dài vai rộng vậy mà. Tí giữ đi. Ô trời đất ơi, tiền đâu mà quá trời vậy? Mà đừng nói với tía là mày lên thành phố mày gặp mẹ già giàu có nha. Cái đó là chuyện của tôi, miễn sao mỗi tháng tôi đưa tiền cho ông là được rồi, không cần hỏi nhiều. Rồi, không hỏi thì không hỏi. Nhưng mà về đây chơi rồi chừng nào đi? Lát tôi đi giờ á. Sao đi sớm vậy? Sao không ở chơi vài bữa? Ở trên Sài Gòn nhiều việc lắm, không có sắp xếp được. Tranh thủ về đây tôi thăm tía thôi. Nhưng mà lên trển nhớ gửi tiền về cho tía đều đều nghe không? Mày đúng là thằng con coi hiếu à không? À, mày vô với tía con gái mày. À, mày không vô tao vô mình. Như đây uống hết năm. Nghe nói nhà hàng mình có quản lý mới đó. Không biết người ta ra sao ha? Già hay là trẻ, nam hay là nữ? Trời ơi, từ từ, hỏi gì nhiều dữ vậy bà? Bà nghe tới trai cái tương tướp. Dạ, con chào bà chủ. Dạ, con chào bà. Dạ, bà chủ ngồi. Ừ, cảm ơn. Dạ. Xin chào. Dạ, em chào anh. Dạ, chào anh. Cậu, kêu mọi người tập hợp qua đây cho tôi. Dạ. Mọi người ơi, tập hợp. Dạ bà, con đã kêu mọi người rồi. Ừ, cảm ơn. Lịch. Hôm nay tôi tập hợp mọi người vô đây là để giới thiệu quản lý mới của nhà hàng chúng ta. Đây, cậu Thanh Lịch, đề nghị mọi người hợp tác. Xin chào mọi người. Xin chào. Tôi là người mới, có gì mong mọi người giúp đỡ tôi. Dạ cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Ê Lịch. Thôi bây giờ mọi người làm quen với nhau đi nha. Dạ. Chào bà chủ. Dạ, chào bà chủ. Xin chào. Dạ, có gì giúp đỡ. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ chào có anh. Gì giúp đỡ. Chào. Dạ dạ dạ. Dạ xin chào. Dạ. Dạ. Chào mọi người. Dạ. Thôi dạ. Mọi người cứ tiếp tục đi làm câu chuyện của mình đi ha. Dạ. Đi làm việc thôi mọi người. Anh quen với cái anh quản lý đó hả? Đúng rồi, anh quen với quản lý hả? Đó hả? Ừ, đúng rồi. Trời đất ơi, không những là quen đâu mà tôi với nó thân với nhau. Từ lúc tắm mưa cả chuồng tới giờ hai đứa tôi thân như giọt nước luôn. Trời đó. Ơi, phải không? Thiệt luôn hả? Vậy thì cái gánh tay vàng ngọc này không cần làm gì nữa. Sao vậy? Không cần làm gì hết. Quen quản lý là miễn hết. Thôi miễn cho tôi đi. Làm đi. Miễn. Không làm vô đây làm thì gì? Đứng đây đi. Đứng chơi. Quen chơi quản lý mà. Chỗ quen quản lý là. Mà nó nghe nè. Có gì á, nói giùm tôi một tiếng nha. Nói giùm quản lý á. Nhớ nha. nhớ đừng đỡ tôi dạ. Thôi chứ quen biết với thằng Lịch thì quen chứ tôi vẫn phải làm. Không bây cần giờ... làm. Thôi đừng làm. Tôi nói thiệt. Bây giờ tôi cũng không có ngờ là nó là quản lý của tôi bây giờ luôn á. Thiệt là tôi mừng cho nó ghê lắm á. Nhưng mà bản thân không đúng, cần làm gì bản hết thân không cứ đứng cần ở đây hết không làm gì hết bây giờ để mà tôi la vô là bị đuổi. Sao vậy sư phụ? Dạ, sao mà lắm chuyện quá, nó vô tới bếp rồi thì phải phụ làm với anh em của mình chứ sao mấy đứa lại cấm không cho làm. Dạ đúng rồi. Thôi cho tôi làm đi. Vậy thì bây giờ
làm cái công việc nhẹ nhàng sư phụ mới lấy ông làm lấy cái ốc này nè xong rồi khiều nó ra lấy cái hộp thôi ha. Thôi để tôi làm công việc của tôi đi. Ui hổ tưởng nhẹ chào mọi người. Dạ chào quản lý. Tôi đi kiểm tra xung quanh đây rồi hãy thăm nhân viên hả. Mọi người đừng có ngại, cứ làm tiếp công việc của mình hàng ngày đi. Dạ. Tôi nói rồi, ông quản lý mới về thân với ba Khía lắm mà không tin. Đúng rồi. Tôi cũng tin chứ. Tôi thấy từ ngày mà thằng Dũng nó e dè là tôi cũng biết rồi. Tôi làm việc đi mà. Nhưng mà nó nghe. Nhưng mà sư phụ quen sao? Quen chứ. Nhưng mà gặp quản lý mà không chào tôi thấy hơi quá. Đúng rồi. Thì ra là mọi người sợ đụng chạm. Mình là quản lý, sao lại có thể chơi thân với kẻ quê mùa làm thuê chứ? Không thể để cho ba Khía ở đây dựa hơi mình hoài được. Đi. Dạ. Lịch, ngồi đi. Làm gì lâu vậy? Tao có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên tới trễ. Nãy tao kêu để tao chở mày đi chung luôn mà mày không chịu. Đợi mày lâu muốn chết. Kêu đồ ăn nãy giờ luôn làm tao không dám ăn. Đợi mày tới đồ ăn nguội trơn rồi nè, ăn điên đi. Được rồi, để nó đi. Từ từ ăn cũng được mà, có gì đâu gấp. Ê, rót rượu nè. Uống đi, uống đi. Vô cái coi. Vô. Vô. Mày làm tao bất ngờ lắm luôn đó nha. Ê, nhưng mà sao mày làm được quản lý hay vậy? Có phải là do bà Ngọc là má nuôi của mày á đưa mày vào làm phải không? Nói chung á, cái chuyện này cũng khó nói lắm. Quan trọng là bà Ngọc, bà thấy tao thích hợp nên đưa tao vào làm. Nhưng mà thật sự tao là người có năng lực, tao có tài, cho nên bà phải trọng dụng tao thôi. Chứ không phải nhất thiết là phải vì vấn đề A, vấn đề B thì tao mới làm được. Tao tin mày sẽ là một quản lý giỏi. Trong cái nhóm bạn của mình, chỉ có một mình mày là có chức vụ cao vậy á, khiến cho tao cũng được thâm lây á. Bà con lối xóm với mình chắc cũng vui lắm luôn á. Tất nhiên tao sẽ làm được, và còn phải làm tốt nhất. Chúc mừng mày nha. Bạn thân của tao được một công việc như ý. Ăn điên đi. Ba Khía. Hả? Sẵn đây tao nói thẳng luôn nghe. Công việc là công việc, anh em là anh em. Sau này nếu như mà mày có làm cái gì sai, tao cũng phải thẳng tay thôi. Chứ tao không có nể tình anh em mà tao du di được đâu nghe. Chuyện đó là đương nhiên rồi, tao biết mà. Tao sẽ cố gắng không có làm gì sai để mày không phải khó xử như vậy đâu. Tao đang thực nghiệm các món ăn về Ba Khía ở quê của mình. Sắp tới nếu thành công, mày đưa vô thực đơn nhà hàng giùm tao được không? Cái gì cũng phải theo quy trình thứ tự. Nếu như bây giờ mày đưa vào thì ok, nguồn hàng này nó cũng tốt đó. Nhưng mà lỡ thực khách người ta không đặt thì sao? Rồi hàng lúc đó bị tồn, bị dư rồi bỏ hả? Ê, vốn bỏ ra nhiều lắm á nghe chú. Đâu phải như bán quán dưới quê. Mày hiểu không? Tao không thể tự quyết định được. Tao phải trình bày với ban giám đốc. Rồi quyết định của ban giám đốc như thế nào thì tao mới nói với mày được. Thật ra thì tao cũng biết mà. Nhưng mà tao vẫn chờ tin của mày, thằng bạn tốt của tao. Bạn tốt. Vô cái đi. Nếu món ăn mày thành công thì địa vị của mày sẽ khác. Và khi ấy mày sẽ trở thành mối nguy hại của tao. Tao không để chuyện này xảy ra đâu. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chà chà chà. Ủa, hồi trước ai nói là điện thoại chỉ là vật ngoài thân thôi? Làm gì bữa nay xài cảm ứng vậy? Hả, suy nghĩ khác rồi hả? Tôi có việc cho nên mới cần xài cái điện thoại này thôi.
Ê, đừng có nói với tôi là mua điện thoại để lên chat chứ tìm bạn bốn phương phải không? Ui, tôi không có rảnh như cô đâu. Ê mày nè. Gì? Cô xài mấy cái dạng điện thoại này lâu rồi á. Chắc rành về mấy cái lên mạng này nọ đúng không? Dĩ nhiên, mà mấy cái đó thì ai chẳng biết. Con nít nó cũng biết quẹt quẹt quẹt. Mà anh hỏi chi giờ hả? Thì tôi có việc. Việc gì? Nếu mà không nói là tôi không chỉ đâu à. Lỡ như tôi chỉ anh á, cái sao anh quấy rầy người khác? Hay là anh vô coi mấy cái thứ mà cấm kỵ á, chẳng cái nào tôi tiếp tay cho anh rồi. Cô đừng có suy nghĩ tào lao. Tôi muốn học hỏi thêm cách bán hàng và quảng cáo trên mạng đó. Cái gì? Nè, một ngày á là anh đi làm 3K rồi đó. Làm mấy nơi, thời gian đâu mà lên mạng đăng quảng cáo nữa. Nói thiệt với cô, sắp tới tôi tính kinh doanh thêm mặt hàng về con ba khí á, và đưa vào thực đơn nhà hàng mà tôi đang làm á. Nè, đầu óc anh có bình thường không vậy? Ở đây đâu có thiếu gì món ngon đặc sản đâu. Anh đưa con ba khía đó lên á, không biết có ai chịu ăn không nữa. Tôi nói thiệt nha, cái con đó nó nhỏ xíu là ít thịt nữa, không có ai đâu mà nó rất là lạ so với người dân ở đây. Với lại hơn nữa, cái mùi của nó chỉ cần mở ra là cũng có nhiều người không chịu nổi mà chạy á. Đó, đó chính là điểm mà tôi muốn đánh vào thị hiếu của người dân ở đây. Tôi thật sự không hiểu nổi. Thường á, con người ta hay có tính tò mò đúng không? Nếu họ thấy những món ăn mới lạ, độc, hấp dẫn mà giá thành lại tương đối thì chắc chắn họ sẽ thử thôi. Tôi muốn đánh vào lòng tò mò của khách và một số người thích nếm trải với các món đặc sản của vùng quê. Tôi tin rằng nếu như mình bài trí một cách đẹp mắt và chế biến vừa miệng thì chắc chắn sẽ thu hút khách thôi. Tôi sẽ đi phát tờ rơi nè, rồi lên mạng để quảng cáo thu hút mọi người. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà tôi có điều kiện. Khi tôi cần nhờ cái gì anh phải giúp lại cái đó. Cái đó là đương nhiên rồi. Đưa đây. Từ từ. Rồi đó. Ê ê ê, tôi chỉ nhờ cô chỉ cách là tôi lên mạng để mà quảng cáo này nọ thôi, chứ đâu có nhờ cô tiếp bạn đâu. Bây giờ tôi phải làm sao mà tôi đi ra đây? Thì anh tự suy nghĩ đi, tôi đi ngủ đây. Ê, khoan. Cái gì mà sao toàn là trong đây toàn đàn ông không vậy? Ui, sáu múi không à nha. Biết sao? Sao vậy? Vì người ta nghĩ anh là phụ nữ á. Ê, cô chơi xỏ tôi nữa hả? Giờ làm sao thoát ra khỏi một bầy đàn ông đây không biết nữa. Ê, cô quay lại chỉ tôi thoát ra khỏi nguyên đám đàn ông này đi. Cho tôi cái điện thoại này nha. Ê, cái đó, trả anh đây. Anh có cái đó rồi, cho tôi trời, cái này đi. Tôi xài hai máy lận. Xài gì mà dữ vậy trời. Kệ tôi có điều kiện. Vậy thì đừng có hỏng tôi chỉ anh cách xài điện thoại. Ê, chỉ cách tôi thoát ra khỏi nguyên bầy đàn ông này đi. Tắt nguồn luôn đi. Thôi vậy luôn đi chứ giờ sao thoát. Thiệt ghê. Ốc hương nhiêu ký vậy cô? Dạ, ốc hương nhiều loại lắm anh. Có 4 loại lận, anh muốn mua loại nào? 2. Trời. Anh Tâm. Chờ anh với. Mệt quá, đi mua gì uống nha. Cho anh một chút. Thôi. Anh ngồi ở đây đi. Ngồi xuống. Sao vậy? Anh ngồi ở đây đi cho. Để em đi mua cho. Ngồi xuống. Em mua đúng không? Chờ đó, em đi mua cho. Sao nhanh vậy? Tên. Ồ, đã quá. Được rồi. Nè. Vô. Đã khác quá. Đã quá. Anh biết em đâu, mua không? Đâu? Em mua ở đâu vậy? Em mua tuốt đằng kia kìa. Tuốt đằng kia luôn hả? Wow. Nhìn kìa, cá quá trời luôn. Em thấy gì đâu.
Sao anh thấy hay vậy? Giỡn hoài. Ủa sao anh biết em ở đây vậy? Anh hỏi mấy người bạn biết em bán hàng ở đây nên tìm thử gặp thiệt luôn đó. Trời ơi, gặp thiệt chứ không phải gặp giả hả? Ủa rồi mà anh Tâm mua gì không để em lựa cho? Anh thích hải sản lắm luôn đó. Em lựa anh ốc hương nè. Dạ. Nghiêu, nhất là ốc bu đó. Ốc bu ngon lắm. Ngon tuyệt vời luôn. Được rồi, ngồi đây ngồi đây để em lựa cho. Ủa anh Tâm, dạo này anh làm ở đâu? Sao mà em không thấy anh liên lạc gì với đám bạn cũ hết vậy? Anh mới đi du học về, mới xin được việc làm quản lý à. Nói chung cũng tạm ổn. Dạ. Trời ơi, anh khiêm tốn quá à. Rồi, anh chờ em chút, em cần nha. Anh đợi em xíu, em léo bu cho anh luôn nha. Cảm ơn em, lấy con bự nha. Dạ. Hàng em là ngon nhất chợ này luôn đó. Mình là biết ngon rồi. Yes, của anh 400. Trời ơi, sao rẻ quá vậy, nhiều quá trời luôn mà. Trời, cái này là em vừa bán vừa tặng thêm cho bạn bè đó. Nè anh. Sao vậy? Đang lấy ra là không lấy tiền đâu. Nhưng mà không lấy thì... Thì lỗ chết luôn á. Đã. Em vừa bán gì cho đó. Em gửi anh, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Anh đi nha. Dạ, em cảm ơn anh nha. Khi nào muốn ăn thì ghé lại em ha. Ghé lại hoài luôn đó. Người ta tặng đó, anh lấy hết đi. Chuyện có 102 đó, hiếm lắm mới có người anh tặng. Anh nói gì đó? Ai tặng? Hàng nhà tôi để bán, chứ tặng gì? Mê trai, 2 bịch 400 ngàn. Nè, đó là chuyện của tôi liên quan gì tới anh? À, hay là anh thấy tôi có người thích rồi nên cái bộ dạng của anh làm ra vẻ khó chịu như vậy hả? Vô lấy gương soi lại mình đi, tự tin hơi bị quá rồi. Tôi á hả? Lúc nào tôi cũng tự tin về bản thân tôi hết á. Con gái gì mà không biết e thẹn và mắc cỡ với câu nói của mình. Ngày trước chắc bà mụ nắng nhầm cô rồi đó. Đúng ra phải nắng cô Thành một thằng đàn ông mới đúng chứ sao nắng cô Thành vậy. Anh đi ngay cho tôi. Đi. Đi chỗ khác. Cô nhớ là phải bù tiền lại mớ hải sản hồi nãy mới bán rẻ còn tặng cho trai đó nha. Cái chuyện đó là chuyện của tôi. Chứ để tối rồi quên rồi la lên là mất tiền, không ai chịu trách nhiệm đâu à. Anh đi chưa? Đi hả? Đi làm gì dữ vậy? Đi chưa? Bà mụ nắng lộn tên là con gái hả? Còn cái mặt anh á, bà mụ cũng nắng lộn rồi đó. Lý ra phải là con gái mới đúng. Dạ, em chào quản lý. Xin lỗi để quản lý chờ. Rồi đi. Dạ. Có gì đâu, chờ đợi gì ở đây. Chẳng qua là tôi về sớm rồi tôi tới sớm thôi. Với lại tôi nói nè. Dạ. Ở đây á, không có ai hết. Đừng kêu quản lý này, quản lý nọ. Nó không có tự nhiên gần gũi, hiểu không? Dạ. Anh Lịch, anh kêu em ra đây có gì không anh? Theo tôi được biết á, là cậu làm ở cái nhà hàng này lâu năm lắm rồi, mới leo lên được cái chức tổ trưởng mà cậu đang làm hiện tại. Ráng giữ nghe. Ủa anh, em làm gì sai hả anh? Em có làm gì sai thì anh cứ nói. Anh đừng có cắt chức hay đuổi em nha anh. Cô Nam à, thực sự là tôi không thích cái tính của cậu như vậy. Chưa biết chuyện gì hết là cậu đã bợp chợp, cậu lo lắng. Nhất là cậu không biết thân thiện, hiểu ý mọi người xung quanh, là tự mình giết chết mình. Thấy thằng Ba Khí không? Dạ thấy. Nó mới vô á, nó sợ lỡ với người này, nó cười nói với người kia. Nó rất là thân thiện nên mới được lòng tất cả mọi người chứ. Tôi nói thiệt nha, tôi rất ghét những thằng sống giả. Ai mà sống giả tôi nhìn là tôi biết liền. Chẳng qua là tôi không nói thôi. Thật ra cậu Nam à, tôi biết. Dạ. Tôi biết là cậu rất khó chịu khi nhìn thấy thằng Ba Khía nó như vậy. Dạ. Ngay cả bản thân tôi cũng đâu ưa gì nó đâu. Dạ anh Lịch, bây giờ anh muốn em làm cái gì? À,
không phải là tôi muốn, mà là cậu muốn. Thật sự ra, cậu đang ở vị trí này là cậu đã có sự phấn đấu, cậu đã nỗ lực rất là nhiều năm, cậu mới tồn tại được ở cái vị trí đó. Mà bây giờ thằng Ba Khí nó vô, nó sởi lợi cái kiểu như vậy, nó được lòng mọi người, biết đâu nó mê mê cái vị trí của cậu thì sao ta? Tốt nhất là thấy ai chướng mắt thì tìm cách loại bỏ nó đi, hiểu không? Đừng có để nó cản đường của mình. Dạ dạ dạ. Tôi muốn tốt cho cậu á. Em biết. Dạ. Chứ tôi không có ý gì đâu. Dạ dạ em hiểu. Anh Lịch cứ yên tâm, cái chuyện này là chuyện nhỏ mà, em làm được hết. Thật sự ra, nhân viên nào mà dưới quyền của mình mà lỡ như mà họ có sai phạm, cứ xử lý theo quy định của nhà hàng. Nhớ nha. Dạ, nhớ. Dạ. Theo quy định của nhà hàng. Dạ em nhớ, em nhớ. Có mà. Nghĩa là chuyện nhỏ phải xé thành to, chuyện không có phải thành cho có chuyện. Ê, quy định của nhà hàng vậy đó nghe. Dạ anh cứ yên tâm, cái vụ này em lo được. Tôi á, tôi không thích cái kiểu người mà sống giả, sống sợ lỡ với thằng Bà Khí vậy. Nhưng mà ngặt một cái là cấp trên của tôi là thích ngọt. Tôi đang lo vậy nè, lỡ đâu Bà Khí nó sợ lỡ ngọt ngào với lại cấp trên, rồi cấp trên là đề bạt thằng Bà Khí vô vị trí của cậu. Ê chà, đau à. Mình làm biết bao nhiêu năm rồi mới được, trong khi đó thì nó mới vô. Ghê. Nhưng mà ở đời mà, ai biết được chuyện gì xảy ra, đúng không? Sống trên đời, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Mà quán xá ế kiểu này á, có nước bóc bọc mà ăn, ở đó mà giàu sang với nghèo khó. Có tiền sống vẫn sướng hơn. Chị hai, đi chợ hả? Vô uống với tôi ly cà phê coi. Trời ơi người chứ khỉ hà, hú dữ vậy bà. Tôi hú bà mới nghe chứ, chứ kêu bà tên tuổi sao bà nghe. Ôi trời đất ơi, bà đi chợ hả? Lúc này sao bộ xuống lắm hay sao mà ăn rau vậy trời? Xuống cái gì mà xuống, thì thịt cá ăn ngán rồi nên ăn rau cho nó tốt vậy mà. Chứ xuống gì, mệt ghê gì. Vậy chị, mấy bữa nay cũng tính hỏi thăm chị mà chưa có giờ hỏi thăm, nay sẵn gặp hỏi luôn. Sao? Ta nói thằng Ba Khí với thằng Lịch á, lần lượt thì nó cũng rủ áo mà đi. Không phải mà cũng cũng đi ra khỏi nhà để mừng việc. Nhà bây giờ chắc cũng neo đơn ha, đâu còn con trai nữa đâu. Còn bây giờ toàn đàn bà con gái già cả không à. Ấy có gì á cần cần hú một tiếng, tôi kêu đực qua giúp đỡ cho nghe. Thôi đi bà, bà già cả chứ tôi già cả đâu, tôi còn còng nữa làm chi. Bà già thì bà già chứ bà đừng có nói tôi già. Chị không có già cưng. Không phải, ý không phải tôi nói già, mà ý tôi nói là tụi mình nè. Mà tuổi tác không phải là tụi mình nữa, mà là bà. Còn tụi là hai đứa mình nè. Còn cái này là cưng chứ không phải là tụi mình. Không có. Thôi, nói nào ngay nè, hàng xóm với nhau, đừng có ráng nghe. Có gì thì mình tâm sự với nhau, mình chia sẻ, đừng có ỷ y. Sức khỏe của tụi mình bây giờ cũng tệ lắm rồi. Đã nói rồi mà, bà chứ không phải tôi mà cứ tụi mình hoài à. Bà phải biết hai câu là tụi mình nó khác mà bà là khác, bà hiểu không? Tôi hiểu. Ý tôi nói vậy nè, bây giờ ở nhà của chị đó cũng toàn những người trọng trọng không hà. Cái rồi đây mà sức khỏe rủi mà bưng nặng giác nặng thì cần những thanh niên trai tráng. Thằng Út Đực nhà tôi nó là trai tráng, nó rảnh rỗi chị kêu nó một cái là nó qua nó phụ, hú một cái là có mặt nó liền ha. Bà làm như khỉ cứ hú hoài. Không phải, ý nãy của tôi giờ là... ngồi không có một ly cà phê, quán xá gì kỳ cục mà. Nói chị chút xíu đi rồi uống. Ý tôi là tôi nói vậy thôi, hiểu không? Chứ không có ý gì hết á. Cứ kêu nó là nó qua nó phụ ha. Tôi nói chị nghe nghe, con Út Mén nhà tôi đó nó có thằng Lịch rồi. Giờ thằng Lịch á, nó đang làm ở trên Sài Gòn á. Nó làm quản lý cho một cái nhà hàng rất là lớn, tương lai của nó sáng lạng vô cùng. Nè, chị về chị nói với thằng Út Đực nhà chị á, quên con Út Mén nhà tôi đi, hai đứa nó không có hợp nhau đâu. Ôi, tôi chỉ có ý tốt thôi. Còn cái chuyện mà tụi nó có thành đôi thành cặp nhau không á, thì tương lai nó biết.
tự tụi nó giải quyết. Đứa nào thích thì tự tới với nhau, không thích thôi tôi lớn tuổi tôi không can thiệp vào chuyện tụi nhỏ. Chị Chính à, tôi nói trước như vậy để cho nó khỏi mơ với chị khỏi mộng thôi. Chị tưởng nhà chị chắc là cung vàng điện ngọc hay sao? Rồi ai cũng mơ vào cái cung vàng điện ngọc đó hả? Rồi chị tưởng con gái của chị đó là gọi là cành vàng lá ngọc đó hả? Đâu có mơ, không hề mơ. Chị ơi, chị nhìn lại con gái của chị đi. Trời ơi, con gái của tôi làm sao? Thì đũa bếp mà cho mắm son. Nhà tôi mới là mắm son. Cái gì mà là đũa bếp, đũa móc mà cho mắm son? Thì đó là con gái của chị móc mèo đó hả? Nói tóm lại tôi không cần biết. Bà về bà nói với thằng Út Đực không được cua con gái của tôi nữa. Nghĩ sao nó cua à? Với lại thằng Lịch nó sắp về cưới con Út Mén rồi. Nó đưa con Út Mén lên Sài Gòn sống. Rồi nó đi làm quản lý. Tương lai của nó rất là sáng lạng. Cũng là quản lý thôi. Chứ còn ở đây mới là chủ nè. Ha, và làm dâu mới là chủ nè. Nhưng mà tôi nói vậy thôi ha. Giúp đỡ nhà được thì giúp, còn không được thì thôi. Không hề có ý là con rể nhà bà đâu mà bà nói vậy. Còn cái chuyện á mà thằng Lịch nó về có cưới con Út Mén hay không á, xin lỗi ha, để thời gian trả lời. Trời ơi, đời còn dài mà. Hàng xóm với nhau chẳng qua là có ý tốt giúp đỡ thôi. Thấy nhà chị không có thanh niên trai trẻ, sợ có việc nặng không ai làm, mới kêu Út Đực qua giúp thôi. Chứ đâu có nghĩa làm rể nhà chị đâu. Sao bà biết nhà tôi không có trai trẻ? Ông Còng nhà tôi làm chi? Dạ ảnh tên gì? Ảnh tên Còng á. Thành ra tối ngày còng cái lưng vậy nè. Ủa, tên Còng là phải còng cái lưng hả? Bà coi kỹ lại chưa? Con người ông thẳng tưng như vậy mà bà nói là ông Còng là còng sao? Ổng mà nghe được là bà đừng có trách rồi. Thôi tôi không nói nhiều nghe. Giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi. Lòng tôi của tôi đặt sai chỗ rồi. Thôi mệt quá, tôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi không nói chuyện bà luôn. Đi về. Bực mình thiệt chứ. Để cho người ta đi luôn đi. Cứ tôi lại làm cái gì? Rồi nói ba cái chuyện tào lao không à. Trời ơi. Dạ. Mày đang làm món gì mà nghe thơm dữ bay? Dạ con đang làm ba khía nè. Ba khía hả? Dạ ba khía với mình đó chú. Trời ơi. Ồ. Ba khía cái này. Cái này mày. Ôi, cái này mày làm cái gì á? Dạ con cái đó răng me. Cái này răng me. Còn cái kia mày làm cái gì? Dạ con đang răng muối. Thánh thần ơi. Ba khía mà tao mày răng me mà răng muối. Tao nói cái món này tao nói là ngon hết sức luôn á. Cái này lâu lắm rồi á tao mới được ăn lại cái món này. Ê, cho tao bóc miếng coi. Dạ đây. Thôi để tao bóc ở đây cũng được. Dạ rồi, ở đó cũng được. Ngon quá mày. Chú Tư cứ ăn thoải mái đi, con làm cho cả nhà mình ăn mà. Vậy hả? Dạ. Dạ dạ. Trời ơi, làm gì thơm dữ vậy? Bạc khiếu ngon lắm. Mà thử miếng đi. Ngon gì, thơm thì có thơm. Mà ông làm quá à. Ăn ba cái này á, bắp bắp ngoài không à. Có thịt gì đâu. Ăn cua ăn ghẹ còn có thịt. Còn ba khía này á, nhai rồi nhả không à. Không, ba khía làm ngon lắm. Tôi thử miếng rồi. Bà thử miếng đi. Con thử miếng đi con. Không, tôi không ăn. Không có được. Bà cứ ăn miếng đi, bà thử miếng đi. Bà thấy nó ngon liền à. Ngon gì mà ngon. Bà tại vì tôi tin tưởng bà là cái người rất rành món ăn á. Bà thử miếng, bà thưởng thức là bà biết tay nghề nó cao thiệt. Với lại gì nè, nói gì nói, có chồng Cà Mau ha, phải thử cái món của quê chồng để biết nói với người ta. Ha? Nè, thử miếng đi. Tôi đã nói tôi không có ăn mà thử cái gì. Nè bà ha. Ép nè. Người ta không à. Thử một miếng thôi nè, đó. À, thấy khác không? Khác không? Ờ, thì cũng được. Ờ, thử nè, thử thêm đi hả? Được không? Ngon con Tư. Trời. Ăn thấy ghê, ép ta ăn à, quý à. Ủa cô sách dĩa ở đâu rồi chú? Không biết sao. Thôi để tao. Nè, còn miếng thử luôn nè. Ngon. Cái này bác mồi đúng luôn. Đó, ngon phải không? Nè, thử này thêm đi. Ba con ba khía ngon con. Ăn miếng. Dạ con không ăn đâu. Con có hẹn rồi. Con đi xíu con về nha. Đi đâu vậy? Ừ. Đi chơi. Trời ơi, con cái nó phải có bạn bè đi chơi chứ. Bà sao à? Tối ngày bà bắt nó ở giữa hải sản của mình hoài sao được bà. Nè,
ông nghe tôi hỏi nè. Cái gì? Ông có để ý thấy con gái ông có gì lạ không? Bữa nay mặc đầm đìa rồi ha, đeo bông đôi ơ rồi ha. Mà nó đi đâu vậy? Chắc là hẹn hò với bạn trai rồi. Nó có bạn trai hả? Ủa sao tôi không biết gì hết trơn vậy? Bữa con thấy cô hẹn hò với cậu Tâm đi uống cà phê gì đó thì con đoán là bạn trai, chứ con cũng không chắc lắm. Ê, rồi thấy thằng Tâm nó làm sao? Tướng tá sao nói nghe coi. Con thấy cao ráo trắng trẻo đẹp trai à. Cao ráo. Cái quan trọng nè, bà hỏi nè, có giàu hay không đó. Đúng rồi. Dạ, giàu hay không thì con không biết, nhưng mà có vẻ sang trọng lịch lãm á. Sang trọng lịch lãm, như vậy cũng chấp nhận đi. Cũng trên 50%, như vậy cũng thuộc diện khá giả nhà giàu. Giàu thì có cửa vô đây làm rể, chứ còn nghèo hả thì quên đi ha. Đời nào mà tôi gả con gái tôi cho cái hạng nhà nghèo đó được.